Ngày 11 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với các đơn vị xử lý an toàn quả bom nặng 340 cân. Trước đó, chiều tối ngày 9 tháng 7, anh Đỗ Văn Đồng, người dân ở xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa trong khi đi rà soát phế liệu đã phát hiện một vật kim loại khả nghi là bom nên báo với chính quyền địa phương. Sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, phối hợp với công an xã, cùng chính quyền địa phương đánh dấu vị trí, căng dây, cắm cờ và tổ chức lực lượng canh gác suốt đêm để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xin phương án xử lý. Ngày 10 tháng 7, sau khi xác định đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, để đảm bảo an toàn, ga Kim Lũ, xã Kim Hóa đã có phương án dừng tàu từ 10 giờ 43 phút đến 14 giờ chiều cùng ngày để các lực lượng tiến hành xử lý. Tại hiện trường, quả bom được tìm thấy nằm dưới mặt đất khoảng 0,6 mét, cách đường ray khoảng 6 mét, còn nguyên ngòi nổ đầu. Hiện quả bom này đã được vận chuyển an toàn về thao trường T92 chờ ngày hủy nổ.